chào tất cả quý vị khán giả, mình là ca sĩ Trúc Nhân. Mình đang có mặt tại buổi họp báo ra mắt MV mới của mình. Và mình đang rất là nô nức để đợi mọi người vào rạp chiếu phim và mở MV cho mọi người cùng xem. Dạ, đầu tiên chắc là anh chia sẻ lại một chút xíu về cái sản phẩm mới lần này của mình ạ. Mới sản phẩm mới lần này, Trúc Nhân đã hợp tác với lại nhạc sĩ Mio Amazing. Cái người đã viết lên cái ca khúc mà lớn rồi. Cái người đã viết lên cái ca khúc mà gây đình đám cho Trúc Nhân suốt một khoảng thời gian, đó là ca khúc Thật Bất Ngờ. Và lần này Trúc Nhân nghĩ nó cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Và Nhân thấy mọi thứ nó gần như là cái cơ duyên mà trời đã đưa đẩy đến cho Trúc Nhân vậy. Rất là hồi hộp, rất là nôn nóng rồi. Cái điều mà làm nên tên của Trúc Nhân đó chính là những cái rất là táo bạo. Vậy thì ở cái MV lần này thì anh nghĩ là cái idea của mình nó sẽ như thế nào, và nó có anh có đặt ra cái mục tiêu là nó sẽ gây được tiếng vang như thế nào không ạ? Tất cả những thứ mà Trúc Nhân đã làm từ trước đến giờ, Trúc Nhân đo ni đóng giày và cân nhắc rất là kỹ. Mặc dù ý tưởng rất là táo bạo nè, nhưng mà Nhân không dám làm một cách vô tội vạ, mà mình phải cân nhắc rất là nhiều. Với cái sản phẩm lần này, Trúc Nhân nghĩ cái điều táo bạo nhất đó là Trúc Nhân dám đứng lên và nói thay cho cái tiếng nói của rất nhiều người. Và Trúc Nhân rất là hy vọng những người mà cảm thấy bản thân của mình bị tự ti hay là bị những cái chuyện buồn ở trong cuộc sống, các bạn sẽ cảm thấy là rốt cuộc cũng có một người đồng cảm với các bạn, mà còn làm hẳn một cái MV rất là hoành tráng để mà đứng về phía các bạn nữa. Có thể chia sẻ một chút xíu về cái tên ca khúc nó hơi lạ là Xúc Miệng Chưa. Xúc Miệng Chưa hả? Dạ. Anh có thể nhận đằng sau. Thực ra cái ca khúc này đến thời điểm hiện tại mà mọi người chưa vào rạp á, Nhân vẫn chưa tiết lộ tên của cái ca khúc. Tại vì Nhân sợ là nghe tên của cái ca khúc và nhìn cái thiệp mời á, Nhân sợ là mọi người sẽ đoán được cái nội dung của cái MV, cho nên là Nhân quyết định là giấu đến cùng. Nó chỉ có một cái hashtag là SMC. Và Eric thì đoán là bài hát này tên là Xúc Miệng Chưa. Đức Phúc thì đoán là Xúc Miệng Chưa. Còn Eric thì chúc là mắt sáng ngời ngời, thành công phơi phới. Và rất nhiều những cái lời chúc khác thì Nhân cảm thấy rằng là thì ra là cái chiêu hashtag của mình là làm cho mọi người tò mò thiệt. Và nó đã có hiệu nghiệm. Và chắc là Nhân sẽ xài bài này nữa cho lần sau. Không biết là cái tông màu vàng anh sử dụng hôm nay thì có liên quan gì đến cái MV lần này hay không ạ? Đối với Nhân á, cái màu vàng á, nó rất là rực rỡ, nhưng mà nó lại không làm cho người ta cảm thấy quá khó chịu như là cái màu luminer hay là màu dạ quang gì hết. Và Nhân cảm thấy cái màu vàng này á, cái tông vàng mà Nhân chọn ngày hôm nay á, nhìn nó rất là ấm mắt, chứ nó không có đến mức độ mà nó quá chóe. Đơn giản thôi. Nhân muốn nổi bật. Nhân muốn khẳng định rằng là cái âm nhạc của Nhân nó có thể là nó hơi khó khăn một tí ở cái chuyện là mình khó thị trường, mình khó viral tại vì cái chủ đề khó nhiều người đồng cảm hay là sao đó. Nhưng mà lúc nào như cũng nghĩ như vậy hết, nhưng mà sản phẩm ra là không biết sao chục triệu view hoài. Cho nên đó cũng là một cái động lực cho Trúc Nhân rất là nhiều để mà Trúc Nhân có được cái ngày hôm nay. Anh ơi, cái câu mà không biết sao mà chục triệu view hoài, nhiều người bắt bẻ thì sao đây, nói là Trúc Nhân tự tin quá nghĩ sao anh? Không phải là tự tin đâu, mà là Nhân tin vào khán giả của mình. Tại vì Nhân tin là ở đâu đó trong cái thế giới âm nhạc của showbiz Việt Nam mình, có những người họ vẫn đồng cảm với Nhân được, cũng giống như là âm nhạc của Nhân cũng có thể đồng cảm với một số ít người như vậy. Anh em muốn mọi người đến đây với cái chiếc băng đô, thì không biết là cái băng đô nó có liên quan hay là có một cái mối quan hệ nào với cái MV, hay chỉ đơn giản là anh thích băng đô, anh muốn mọi người đến đây. Thì nó có liên quan rất nhiều đến với cái MV của Nhân, thì mọi người coi xong mọi người sẽ được hả hội phân giải. Quý vị ơi, em gần 30 rồi. Cũng không còn tươi trẻ gì nữa đâu, mặc dù bên ngoài em vẫn còn trẻ. Nhưng mà từ trước đến giờ, hơn 8 năm Trúc Nhân làm nghề, Trúc Nhân gặp rất là nhiều những cái khó khăn và những cái buồn tuổi chứ, nhưng mà chưa bao giờ Trúc Nhân ngừng lại cái đam mê của mình hết. Cho nên là Trúc Nhân rất hy vọng tất cả những cái sản phẩm của Trúc Nhân ra mắt, quý vị sẽ đón nhận như những ngày đầu nhé. Em hỏi thêm một câu phụ thôi, là em thấy anh lúc nào cũng vậy, luôn là tràn đầy năng lượng và luôn là giống như rất là vui. Vì sao mình luôn có được một cái năng lượng như vậy ạ? Sao mình có được năng lượng vậy ta? Nhân nghĩ cái điều duy nhất mà để Nhân có được cái năng lượng như ngày hôm nay đó là cái niềm đam mê của mình và cái niềm tin vào trong cái cuộc sống và những cái gì mà mình đang làm. Tất cả những bạn ở trong cái cuộc đời này, khi mà có niềm tin á, các bạn sẽ sống một cái cách tích cực dữ dội lắm. Theo như Nhân được biết thì tất cả các anh chị em nghệ sĩ đều nhận xét Trúc Nhân rằng là ở Nhân toát ra một cái năng lượng tích cực mà để cho họ gặp Nhân còn cảm thấy rất là thoải mái. Tại vì thú thật Nhân cũng rất là vui tính.
Quý vị nhìn Nhân như thế này, quý vị có đoán được rằng là cái ngày hôm trước, cái ngày hôm nay á, Nhân đã rất là mệt, tại vì Nhân ngủ có một tiếng đồng hồ thôi và còn phi vô ngoài Hà Nội á. Nhưng mà rốt cuộc ngày hôm nay Nhân cũng không biết là cái nguồn năng lượng nó đến từ đâu ra nữa. Anh ơi, ở trong showbiz á thì cái tình cảm thầy trò nó thường không kéo dài, nhưng mà bí quyết nào giữa anh và sư phụ Tu Minh là có thể yêu thương nhau đến từ mùa 1 của The Voice cho đến hiện giờ luôn ạ? Cái bí quyết duy nhất mà để Trúc Nhân với lại chị Thu Minh bền vững với nhau đến thời điểm hiện tại, hơn gần 8 năm rồi, duy nhất một chữ thôi, đó là chân thành. Tất cả những điều mà Trúc Nhân dành cho chị Thu Minh là những cái mà chân thật nhất của Trúc Nhân. Và Nhân cũng thương chị thiệt, tại vì cũng biết ơn chị nữa, thì tại không có chị không có Nhân ngày hôm nay đâu. Và cái ơn đó Nhân nghĩ chắc mang suốt đời á. Có bao giờ mà anh cảm thấy hơi ganh tị khi mà chị Minh sẽ có thêm nhiều học trò mới thì cái tình cảm cũng giống như những đứa con trong gia đình thì nó sẽ bị san sẻ bớt? Có những điều thế này, có những gia đình người ta thương đứa con này hơn đứa con kia, nhưng mà cái gia đình của chị Thu Minh á là giống như gia đình của Trúc Nhân vậy đó, thương con bằng nhau hết chứ không thương ai hơn ai hết. Và Trúc Nhân cảm thấy rằng là khoảng thời gian vừa qua Nhân hỗ trợ và Nhân cũng có giúp chị Minh ở một vài những cái sản phẩm âm nhạc, và Nhân cảm thấy cuối cùng mình cũng đã có những cái dịp mà để cho mình thể hiện được cái sự biết ơn của mình. Và cho dù 8 năm trôi qua hay Nhân nghĩ có nhiều năm trôi qua đi chăng nữa, thì bất cứ khi nào chị Minh cần, Nhân vẫn sẽ sẵn sàng ở bên cạnh chị Minh.